Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Hà Nội, nữ chủ quán karaoke đóng cửa cố thủ cùng hơn 30 khách. Bị phát hiện tổ chức kinh doanh karaoke bất chấp lệnh cấm, Đỗ Thu Hà chỉ đạo nhân viên đóng cửa, cố thủ trong quán hát cùng hơn 30 vị khách. Ngày 27 tháng 8, tòa án nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Thu Hà, sinh năm 1977. Chú tại phường Trung Tự, đống đa về tội chống người thi hành công vụ. Đề phòng, chống dịch bệnh COVID-19, những người tham dự phiên tòa phải có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và được xét nghiệm nhanh trước khi vào phòng xử. Theo hồ sơ vụ án, Đỗ Thu Hà thuê nhà tại địa chỉ 82 Phạm Ngọc Thạch từ năm 2015 để kinh doanh dịch vụ karaoke. Quá trình kinh doanh do thiếu các giấy phép theo quy định của pháp luật nên năm 2017 cơ sở của Hà đã bị đình chỉ hoạt động. Cuối tháng 4 năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, hạn chế tập trung đông người. Ủy ban nhân dân phường Trung tự, quận Đống Đa cũng đã yêu cầu Đỗ Thu Hà ký cam kết thực hiện quy định của thành phố, nhưng Hà vẫn chỉ đạo quán đón khách kinh doanh, quá trình hoạt động, cơ sở của Hà thường xuyên thay đổi nhân viên. Mỗi khi có nhân viên đến làm, Hà đều quán triệt với nhân viên khi cơ quan chức năng kiểm tra thì không được mở cửa mà đưa khách lên tầng trốn, trèo qua mái nhà bên cạnh. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày mùng 9 tháng 7, nhận tin báo quán hát của Hà vẫn mở cửa đón khách, lực lượng chức năng phường trung tự đã tổ chức kiểm tra. Phát hiện công an đến, nhân viên quán hát tắt nhạc, yêu cầu khách ngồi yên trong phòng để tránh việc kiểm tra, gần 3 tiếng đồng hồ sau, cảnh sát mới vào bên trong để kiểm tra được. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 32 khách cùng đỗ thu Hà và hai nhân viên của quán. Xét nghiệm COVID-19 đối với số người có mặt tại quán, cơ quan chức năng xác định những người này đều âm tính. Sau đó, Ủy ban Nhân dân phường Trung Tự đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với số khách đến hát tại quán karaoke do Hà làm chủ về hành vi không thực hiện. Biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch, mức phạt 2 triệu đồng mỗi trường hợp, đối với hai nhân viên quán hát. Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ, mức phạt 2,5 triệu đồng. Đối với Đỗ Thu Hà, cơ quan tố tụng xác định, dù đã được giải thích, phổ biến cấm hoạt động kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng chống COVID-19 nhưng Hà vẫn cố tình vi phạm, tổ chức cho khách hát karaoke tại quán. Đỗ Thu Hà là người đã chỉ đạo các nhân viên không được mở cửa khi lực lượng chức năng đến kiểm tra. Nữ chủ quán còn ngăn cản những người khác có mặt ở quán không được đi ra, không được mở cửa nhằm cản trở việc kiểm tra của người thi hành công vụ. Cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, hành vi của Đỗ Thu Hà đã cấu thành tội chống người thi hành công vụ. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử sáng ngày 27 tháng 8, Đỗ Thu Hà đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo phân trần, bản thân phải duy trì hoạt động của quán do nợ nần quá nhiều, nói lời sau cùng, nữ chủ quán mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đã xâm phạm an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe. Từ đó, tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hà 12 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố, Phúc Lâm.